Chào các bạn, hiện nay rất nhiều người mà bị ngã gãy xương đấy, đã không vào bệnh viện mà lại đi bó lá ở bên ngoài. Thì cái này gãy xương có nên bó lá hay không? Thì theo mình thì các bạn không nên bó lá nhá, vì bó lá không có tác dụng liền xương đấy. Trả lời luôn cho các bạn về cái vấn đề đấy. Đây mình tra rất là nhiều đấy, cái bài báo nói về đây, về gãy xương có nên bó lá hay không đấy, báo Sức Khỏe và Đời Sống ấy. Bó lá như này thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là xương nó sẽ bị di lệch nhé. Vì khi mà gãy xương các bạn phải vào bệnh viện để chụp X quang để xem mức độ gãy tổn thương nó như thế nào. Đấy, sau đó thì bó bột, có thể đóng đinh để cho nó chuẩn thẳng, xương nó với can vào với nhau. Ở đây các bác cứ đi ra ngoài các bác bó, sau đó là tay chân là lệch lung tung hết. Do đó là bó lá bằng thuốc nam này thì không nên bó lá bằng thuốc nam. Đấy. Và thuốc nam này thì không có tác dụng là liền xương. Nhiều người hiểu lầm về tác dụng của cái thuốc nam này. Bó là sẽ liền được xương. Đấy. Các bạn không bó lá mà các bạn có thể tự lẹp cố định xương nó cũng can vào với nhau. Đấy là như thế. Nhiều trường hợp bó lá sẽ bị nhiễm trùng ấy. Nó gãy rời hẳn ra mà đi bó ấy thì không tốt. Đây, cảnh báo đây, báo VTV đây. Đấy, cảnh báo điều trị gãy xương bằng bó lá và tác hại khôn lường. Đấy. Đây, các bạn nhìn cái hình ảnh đây này, đấy. Tay nhiễm trùng sưng to hết đây. Đây, sau bó lá 12 ngày đây, cháu bé xuất hiện các nhiều nốt phỏng lức trên mu bàn tay, gan bàn tay và cổ tay phải. Đấy, bàn tay sưng. Đến bệnh viện khám đây, tại đây bác sĩ thăm khám và cho chụp X quang, kết quả phát hiện có gãy chỏm xương bàn tay phải và cho nhập viện. Chẩn đoán là viện nhiễm trùng bàn tay phải sau bó lá gãy chỏm xương bàn năm tay phải. Đấy, tay nhiễm trùng như này, xương to như này các bạn. Đấy, với tình trạng này thì bệnh nhi sẽ được nẹp bột và sẽ khám lại theo hẹn của bác sĩ. Rất nhiều người nghe những cái tin đồn là ông này bó lá hay lắm. Đấy, sau cho đi bó lá. Không kể cả gãy xương đâu mà cái vấn đề như là thoát vị đĩa đệm hay là thoái hóa gây ra cái đau lưng cũng đi bó. Đấy, nhất là cái trường hợp mà thoát vị đĩa đệm ấy. Đấy, bó lá thì chẳng giải quyết cái gì. Chỉ có tốn kém tiền của đấy. Đây, bó lá này bó luôn cả hiểu biết đây. Đấy. Nhiều cái ông làm về cái nghề bó lá này cứ bó quảng cáo kinh lắm, bó cả gãy xương cái thứ các kiểu. Cái gì cũng điều trị được bằng bó lá. Hậu quả của nó thì gây ra nói chung là khôn lường. Đây. Đấy, nhiều nơi còn quảng cáo bài thuốc gia truyền rất là nhiều. Đó, nói chung là các bạn không nên bó lá nhé. Bó lá thực sự là không tốt đâu, nó gây ra cái nhiễm trùng đấy và không có tác dụng là liền xương nhé, như mọi người nghĩ. Các bạn mà đi bó lá gãy tay mà rời ra mà các bạn bó thì thời gian các bạn lại vào viện, sau đó lại đập bàn tay ra lại làm lại thôi. Đây, khóc dở vì bó lá đây này. Đấy, toàn nghe mách xong thì đi bó này. Đây, đắp lá và dán cao liền xương này. Đấy. Đây này. Tiến sĩ Vũ Thị Thanh Thủy này, trưởng khoa cơ xương khớp bệnh viện Bạch Mai khẳng định này, thông thường khi bị gãy xương, nếu được kéo nắn đúng vị trí và cố định thật tốt thì sau 4 đến 6 tuần xương sẽ tự liền nhé. Đấy, không cần can thiệp gì thêm. Đấy các bạn này. Đấy, sau 4 đến 6 tuần. Cố định, kể mình không bó lá, bó bằng đất hay bó bằng cái gì, nghĩa là lẹp cứng, cố định, miễn là hai cái xương nó can vào với nhau thì sẽ là ok.